Thì mọi người vào thẻ system, vào phần gì nhỉ? Ê, nhóm đấy về pipe thì nó gồm gì nhỉ? Pumping and piping. Đầu tiên nó có phần gì ạ? Pumping feature, thiết bị vệ sinh này. À, chúng ta sẽ có gì nhỉ? À, chúng ta sẽ thử tìm ra xí xí bể. Đây. Hôm trước chúng ta mới học Fermi đầu tiên là thiết bị là con Fermi dạng gì nhỉ? Dạng gọi là thiết lập cao độ so với tầng cao chúng ta làm việc. Nhưng ở đây chúng ta sẽ học một loại Fermi thứ hai, làm Fermi dạng gì nhỉ? On phase. Fermi dạng on phase này nó là dạng gì nhỉ? Nó buộc phải bắt vào một bề mặt đối tượng đã có sẵn, ví dụ như là tường hay là sàn hay trần. Thì mọi người để ý là cái Fermi alpha bây giờ nó có đặc điểm này, người nhìn phía trên ấy, bao giờ cái phần placement nó có ba giá trị này: place on vertical face, place on face và gì nhỉ, place on group plane. Thì mình sẽ giải thích lần lượt này. Place on vertical face là ví dụ như mọi người nhìn nhá, mình đặt này, là cái này nó đang hiểu là cái đáy dưới của vệ sinh nó đang treo lên trên mặt tường, và chúng ta sẽ có thông số là gì, elevation from level bên cạnh này, để chúng ta đặt cái cao độ của nó. Nhưng cái này là mình gì à? Cái này là đối tượng là xí thì không thể đặt trên tường được đúng không? Mà chúng ta phải chọn gì nhỉ? Phải đặt trên mặt phẳng ngang. Thì mặt phẳng ngang có hai mặt loại mặt phẳng, một là face on face. Face on face cũng nghĩa là gì? Giả sử kiến trúc ở đây ấy, giả sử ở đây nó có sàn giật cấp nhá. Giả sử cái sàn của vệ sinh nó giật thấp hơn so với sàn của cái tầng 3 này. Thì khi mà chúng ta đọt chọn là place on face ấy, thì nó sẽ tự động hạ cái xí đến cao độ mà bằng cái cao độ của cái sàn đấy, chứ nó không phải bằng cái cao độ của cái tầng 3 của chúng ta. Còn chúng ta đặt gọi là place on group plane ấy, thì khi mặc định cái group plane này, cái nó gọi là gì, mặt phẳng làm việc, thì khi chúng ta đang đang ở trên tầng 3 này, chúng ta chọn là group on place plane ấy, thì nó sẽ đặt ở đúng cao độ tầng 3 thôi, chứ nó sẽ không gì, nó sẽ không có cái chế độ là gì nhỉ, nó tự động hạ xuống nếu là giả sử cái sàn nó hạ xuống. Còn chúng ta chọn là gì ạ, Paint on face thì nó sẽ gì ạ, nó sẽ hạ xuống theo cái cốt của sàn. Sau đó chúng ta gì nhỉ, ấn nút cách để xoay cái thiết bị này theo cái vị trí chúng ta muốn đặt nha. Rồi đây một này, chúng ta đặt tương đối thôi, không cần phải chính xác tuyệt đối đâu. Một thiết bị này, bên này mình đặt cách 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 thiết bị, thôi đặt hai cái thôi là được rồi. Mọi người đi kép thoát lệnh này, tiếp theo mọi người đặt thêm cái tiểu nam. Thì tiểu nam nó cũng thuộc dạng thiết bị vệ sinh, thì mọi người cũng chọn lệnh gì nhỉ, pumping feature. Đây gõ sửa chữ nhá, tiểu nam. Tiểu nam này cũng tương tự nhá, cũng là loại gì nhỉ, có ba tùy chọn gì, paint on vertical face, paint on face và paint on wood plane. Nhưng mà tiểu nam thì đương nhiên nó sẽ gắn trên mặt tường đúng không, nên là chúng ta sẽ chọn là paint on vertical face, chứ chúng ta không chọn paint on face nữa, vì là cái xí thì chúng ta đặt dưới sàn này, nhưng mà tiểu nam thì chúng ta gắn lên tường, nên chúng ta sẽ chọn là gì, paint on vertical face. Ở đây mọi người cứ để cao độ là 120 mặc định đi, không cần phải chỉnh. Chúng ta sẽ di chuyển sát cái vị trí tiểu nam đến sát mép tường của kiến trúc này. Đó, mọi người đặt vào một thiết bị này, hai thiết bị này, rồi mình đang học trên bản 2021 mà. Thế sao hôm trước báo mình là học 21 nên mình mới chạy 21. Thế thế thì mọi người không dùng được file kia rồi, phải tự xét lại cái file mọi người dùng. Nếu mọi người cái 21 thì để lần sau mình dạy 20, 21, 20 như nhau mà. Đấy mấy cái công nhá. Revit thì đã lên rồi thì không xuống được.
Chỉ có lên thôi. Đây là file quân làm nhé. Thế thì mọi người mở file đi. Để cùng thư mục với file kiến trúc nhé. Ở công ty có chơi anh em có đặt đặt cửa cho đội nào từ giờ đến hết hết chủ nhật là phải 6 trận đấy. Rồi, mọi người có file rồi mình mở nha. Còn anh nào đã có file rồi thì đặt tiếp mấy cái gì? Chỗ rửa chỗ giếc này tranh thủ ở lên trên nước đặt luôn, về nhà nước phải đặt, đằng nào cũng phải hoàn thiện công trình này mà. Đây, chúng ta sẽ đặt tiếp này gì ạ, pumping kit chờ thôi, cũng chậu rửa bệ đá này. À, đó là không hot, bởi vì này tùy theo loại family, mọi người phải chú ý nhá. Vậy do ý đồ của người tạo lập cái family ấy là loại gì, loại hot hay không hot, chứ nó không phải bắt buộc là cứ phải bắt tường là loại hot, cứ loại đặt sàn là loại hot, hoặc là cứ loại kia, đây là do người đặt thôi. Cái này mình hoàn toàn mình sẽ đặt là cái này cao độ khoảng là 600. Cao độ 600 là do ý đồ của mình là mình sẽ đặt cái vị trí điểm kết nối của nước ấy ở vị trí cao 600. Nên là mình để luôn cái cao độ đấy để mình đặt. Thì cái này là cho ý đồ của người làm family thôi. Có điều là mình muốn cho mọi người biết là trong các cái family Revit nó có những kiểu gì. Hôm trước mình học kiểu là kiểu như là đặt cao độ này rồi. Thì hôm nay giới thiệu mọi người kiểu thứ hai là kiểu như là loại bắt vào tường, để mọi người biết là chẳng may mọi người gặp một cái family kiểu bắt tường này thì mọi người biết cách sử dụng. Chứ còn cái loại đơn giản định cao độ này là loại đơn giản nhất này, cứ đặt xong là đặt cao độ thôi. Xong là mình sẽ đặt vào đây một cái này, hai cái cách cho nó xong này, khoan này, ba cái, bốn cái rồi. Đây còn có hai cái gì nhỉ, một thoát sàn này, hai thoát sàn nữa này, mọi người có thể chọn luôn ở đây tìm mấy thoát xả luôn, không phải thoát đậy này. Phễu thu nước sàn D90, cái loại này cũng là loại gì nhỉ, bắt phây đây. Thì chúng ta lại chọn này nhỉ, mọi người theo mọi người thì đặt cái phễu này sẽ đặt lại dùng loại gì. Đúng rồi, chúng ta sẽ chọn là Face on face, đặt trên face đứng, face mặt bằng luôn. Nếu mà anh là chưa đặt được ấy, thì chỉ đặt hai cái xí này này, hai cái phễu này, và đặt hai cái tiểu nam thôi, không cần phải đặt hết toàn bộ đâu. Mình chủ yếu dùng mấy cái đấy để hướng dẫn mọi người cách bố trí thôi. Nói chung là trong vẽ vít ấy, vẽ thoát nước là khó nhất, nên là ai mà vẽ được thoát nước thì hay nào cũng vẽ được. Vì là thoát nước ấy.